Nay mình đang gói hàng cho khách đây mọi người nhé. Đây là những củ hoa súng ăn ngó mọi người nhé. Đấy, khi cái mầm hồng hồng này nó lên nó sẽ ra hoa này. Hoa cái này mọi người có thể lấy bông bán. Thường thì là mình sẽ lấy ngó, ngó để bán cho các nhà hàng hoặc bán chợ mọi người nhé. Mỗi cái mầm này nó lên một cây này, như thế này nó có thể lên đến 20 cây mọi người ạ, rất chi là nhiều mầm. Bạn nào mà mua hoa súng ăn ngó, nấu lẩu cá kèo ấy, cái này thường mọi người hay ăn lẩu cá kèo ấy, thì là mọi người thích trồng hoa này hoặc là những cái bếp lẩu ấy, thì họ sẽ lấy cái ngó hoa súng này để lấy. Bạn nào mà có bể này hoặc có ao này, hồ này, mương rãnh đấy, trồng nó lên nhưng mà phải sạch sạch chút mọi người nhé. Còn nếu mà khu vực nước nó bẩn quá là nó sẽ lâu lên. Khu vực nước nó bẩn thì mình sẽ xử lý như thế nào? Mình cho cái cây biểu tây vào đấy mọi người. Cây biểu tây lọc nước bẩn rất tốt, thì mọi người cho vào biểu tây vào đấy nó lọc nước. Sau khi sạch thì mình mới cho cái củ hoa súng này xuống mình trồng nhá. Ai mà muốn mua thì liên hệ mình nha. Nên lên sẵn mầm mọi người nhé. Mầm gửi nhỏ nhỏ thì nó đảm bảo mọi người nhé, to thì sợ nó dập đấy, nên là mọi người đừng thắc mắc là sao mầm nó nhỏ thế. Nhỏ này thì mình trồng lên nó đảm bảo 10 cây lên cả 10 luôn.